Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đang vấp phải nhiều tranh cãi về tính nhân văn và nguồn gốc của những thi thể làm mẫu vật. Trong đó, đáng chú ý nhất là mẫu vật toàn thân của một phụ nữ mang thai 5 tháng với phần bụng được mở ra để lộ phần thai nhi bên trong. Nhiều ý kiến cho rằng văn hóa Á Đông luôn tôn trọng thi thể người đã mất. Việc trưng bày như vậy có phù hợp không? Truyền hình Báo Thanh niên đã có buổi trao đổi trực tiếp với bà Eum Son-young, người Hàn Quốc, người phụ trách triển lãm. Triển lãm của chúng tôi là triển lãm về sự bí ẩn của cơ thể người và đã được thành công trong lịch sử triển lãm, đã được mở trên hơn 60 thành phố, 65 thành phố trên các thế giới với thu hút lên trên 40 triệu khách tham quan. Và nó cũng được coi như là một cái vũ trụ thu nhỏ để mà mình biết thêm về hệ thống cũng như khoa học của cơ thể con người, thì với mục đích là giúp cho mọi người hiểu hơn về cơ thể của con người cũng như là cho mọi người một cái tổng quan hơn về cách sống làm sao cho mạnh khỏe và những cách bảo vệ cơ thể con người. Đó là mục đích của triển lãm chúng tôi. Vì mục đích của triển lãm chúng tôi là muốn tạo cái tính chất giáo dục cho những người khách tham quan, nên là thay vì so với việc là mình chỉ nhìn những cái mẫu vật thì mình dùng những cái gọi là những cái mẫu vật thật á, thì nó sẽ sinh động và nó nhìn trong nó thật hơn, thì từ đó mọi người có thể rút ra được những cái bí quyết cũng như là cách con người được cấu trúc như thế nào. Thay vì nhìn những mẫu vật hoặc là những cái tấm hình mà ở trên những cái sách khoa học mình có thể thấy á, thì ví dụ như phổi khỏe mạnh, ở đây thì chúng ta có phổi khỏe mạnh và phổi những người mà có bị vấn đề về phổi, thì chúng ta sẽ so sánh được. Thì từ những cái mẫu vật thật đó thì mình có thể thấy được, từ đó mình có thể mang tính chất học tập nhiều hơn. Ở triển lãm chúng tôi thì những người hiến xác đến á, thì đều có sự xác nhận, nhưng mà chúng tôi không thể công khai được cái nguồn gốc cũng như là thông tin của người đó, vì khi hiến thì mình đã ký giấy là mình không có được công khai cái thông tin của người hiến xác. Nhưng mà trước khi đó chúng tôi đã xác nhận là những cái nguồn gốc này chúng tôi đã xác nhận rồi, nhưng mà chúng tôi không thể công khai được.